qua để lại vết thương khó phai nhòa. Từ khi anh nhận ra là em đã yêu người ta, người tình bao ngày qua giờ nhìn thấy nhau như xa lạ. Vì anh đã rời lời yêu thương trên đầu thôi mà em đã quá gian dối. Vì con tim của em có lẽ cũng vậy thôi. Mình là chi đây người ơi, mà ta cứ muốn thay mới. Vì xung quanh còn ai có ai trong cuộc đời? Cái này của chú người ta lắp kim cũng chưa chuẩn đây này. Đây này. Cái này của chú người ta lắp kim chưa chuẩn nên chỉ cho nó cho chú này. Cái kim giờ nhá, đây nhá, đúng 3 giờ đúng kia. Kim này đúng, nhưng mà cái kim này có đúng 3 giờ chưa? Chưa đúng không? Nhá, cháu chỉ đúng 12 giờ cho chú xem nhá. 12 giờ là không chuẩn rồi. Đó, đây này, đang lệch này. Lắp lại chú nhá. À, cứ hỏi luôn thế. Không. Mình phải xem chỗ nào nó sửa tốt thì mình sửa đó. Không biết được chú ạ. Không mạnh mồm được đâu. Cái này nó thực ra không mạnh mồm được. Nó như thế nào thì cháu nói thế thôi. Bây giờ là 3:30. Nó mô con ốc về mà đã. Sửa trên chỗ chợ kia là chỗ tên quán là cái gì chú? Thằng ấy quán to lắm. Quán to lắm à? Cái này chú tránh nước lên nhá. Chú nhá. Này, chú nhìn thế này, nó gì này. Này. Tránh nước à? Vâng, tránh nước ra nhá. Đây này, cái chỉ, thấy chưa? Đấy, bẩn đây này. Chú nhìn thấy chưa? Này, vệ sinh luôn cho chú đi nhá. Bẩn chưa? À, thì rõ ràng phải thổi thôi, nhưng mà chỉ cho chú biết chứ. Nhá. Đó, này, lấy cái giấy lau nhá. À, thấy chưa? Bẩn chưa? Đó. Kinh chưa? Khá là sạch nha. Bây giờ lấy thổi nha. Lau xong mới thổi chú ạ. Đó. Cái này của chú trước sửa như kia là nó bị sao đấy chú?
Hỏi thật chú. Chưa ạ? Vâng. Cũng kiểu này. Cái này của chú là người ta đã can thiệp nhiều vào phần máy. Cái máy này không phải máy của nó đâu. Ừ. Nha. Máy này máy khác. Đúng rồi. Đúng không? Tôi biết này. Mất điện đấy, nó ngắt điện trên này này. Ở cột ấy. Nó đang thay ấy, thay cột đấy chú. Điện này ông cứ thích cắt lúc nào không cắt đấy mà. Ông có thông báo gì đâu. Ông có độc quyền mà. Yeah. Đúng rồi. Yeah. Điện với nước là cái hai cái thằng mà chẳng ai nói gì được nó cả. Chẳng nói được. Đúng không? Mẹ nói nó cái mẹ nó xuống nó cắt mẹ điện gì hoặc nước thì mẹ thì xong. Sao? Là chẳng ông nào dám to tiếng cả. Cái hai cái thằng này độc quyền nhỉ. Yeah. Nó độc quyền đó. Đúng rồi. Độc quyền quản lý. Và người ta đang làm như này nó cắt hẹp và chiếu. Mình thích thì mình cắt thôi. Giống như táo quân đấy. Cắt điện thiên đình ấy. Nhưng mình cười. Ôi sư. Ông nào mà nộp tiền điện sai ngày thì nó cắt kén ngày này. Ôi sư nhỉ. Đấy. Sai ngày nó phá mẹ lại thì ông tự lên mà nộp. Đúng rồi. Phải đời này thế. Việt Nam mình bây giờ cũng độc quyền lắm nhỉ. Yeah. Làm cái áo là mệt. Và thích thì mình cắt thôi. cái ốc này lắp vào không cẩn thận nó bị cháy ren. Nên là lắp phải rất là nhẹ nhàng, khéo léo. Thậm chí phải vặn ngược lại một tí thì mới lắp được. Chứ không mà không biết lắp là cháy ren ngay lập tức. Công nhận cái vỏ này của nó ấy nhỉ. Sao chú? Cái vỏ này thì chắc là phải đồng hồ khác đúng không? Hai đồng hồ này. Cháu chưa hiểu. Ý chú hỏi. Nó vặn vặn này chắc là không phải. Vâng, cái này cháu thay cho chú cái cá đấy, bộ cá đấy. Đấy, thì mới chỉnh lấy được giờ. Bây giờ rút ra. Rút ra chú rút vừa phải đấy nhá. Nên khi nó tạch phát là chú rút ra đấy, chỉnh giờ ok nhá. Ừ. Ngon lành nhá. Lấy bây giờ ngon lành rồi. Đó. Rất nhẹ nhàng rồi.